Xin chào quý vị, tôi là thầy thuốc Nguyễn Thanh Tuấn, đại diện cho Thanh Tuấn Medical. Thưa quý vị, là hiện tại nó là trước mắt của quý vị, đây là cái dòng xe lắc mà chúng tôi đang phân phối tại Việt Nam. Thưa quý vị, là hiện tại nó là Thanh Tuấn Medical là nơi mà cung cấp các cái dòng xe lắc tay, xe lăn điện và các cái xe lăn và các giường y tế hàng đầu tại Việt Nam. Thì quý vị thường thường là khi mà muốn mua một cái sản phẩm xe lắc hoặc là xe lăn thì quý vị rất là quan tâm, đó là vấn đề nó là hiện tại nó là các cái đơn vị cung cấp có uy tín hay không. Thì thưa quý vị, là hiện tại nó Thanh Tuấn Medical có trên 12 năm kinh nghiệm chuyên tư vấn các cái dòng xe lăn, xe lắc, và chúng tôi có cái một cái uy tín nhất định trên thị trường. Chúng tôi là đơn vị gọi là phân phối và những đơn vị mà chúng tôi là hàng đầu tại Việt Nam là cho các cái hãng Luskart hoặc là các cái One X hoặc là các cái xe lăn Đức Cường đó, và một số các cái hãng khác trên thị trường hiện nay. Cái thứ hai là khi mà quý vị tìm hiểu và quý vị sẽ quan tâm rằng là hiện tại nó là cái hàng có bảo hành hay không, thì hiện tại là các sản phẩm của chúng tôi thì đều được bảo hành chính hãng từ 12 tháng đến 24 tháng. Riêng các cái dòng xe lăn thì chúng tôi bảo hành 12 tháng, và các dòng xe lăn điện thì chúng tôi sẽ bảo hành về bình ắc quy là 6 tháng, và còn các cái khung sườn thì đều 12 tháng. Cái tiếp theo mà quý vị cũng rất là quan tâm là quý vị có khi mà sử dụng các cái dòng xe lăn, xe lắc thì quý vị có thấy rằng là nó sẽ có những cái vật tư tiêu hao là hoặc là những cái đồ cần thay thế, giống như là bánh đi lâu sẽ bị mòn, hoặc là hai những cái đệm hoặc những cái tay lắc như này khi chúng ta dùng thì nó bị mòn, nó bị hư, thì có đồ thay thế hay không. Thì chúng tôi đảm bảo cho quý vị tất cả những sản phẩm khi mà chúng tôi đưa ra thị trường thì chúng tôi đều có những cái mà cái đặt hàng có sẵn những cái đồ thay thế để cho quý vị có thể là yên tâm đó, từ những cái bánh trước, những cái mà cái bánh sau, rồi các cái phụ kiện của các cái dòng xe chúng tôi đều luôn luôn có sẵn. Và một cái nữa là hiện tại là chúng tôi là đơn vị mà cung cấp đa dạng nhất các cái sản phẩm trên thị trường, và chúng tôi đảm bảo cho quý vị là chúng tôi sẽ vận chuyển cho quý vị toàn quốc. Do hiện tại là những cái dòng xe thì cũng tùy những cái dòng xe có thể là gọn nhẹ thì chúng tôi đều đóng trong các cái mà cái phụ kiện, đóng trong các cái thùng để có thể chuyển cho quý vị. Nhưng có những cái dòng xe mà xe lắc này thì hiện tại là chúng tôi vẫn vận chuyển được, dù rằng không có cái thùng nhưng mà chúng tôi sẽ bao bọc bằng các cái xốp, bằng các cái mút, chúng tôi cuốn lại bằng các cái mà cái túi xốp, nên đảm bảo khi mà vận chuyển cho quý khách thì quý khách hoàn toàn yên tâm là không bị chảy xước. Và cái thứ hai là hàng tới quý vị thì đều có cái phiếu bảo hành và đều có các cái mà cái phụ kiện hoặc là những cái linh kiện, các cái ốc để chúng ta có thể là tháo hoặc là chúng ta có thể là xếp chỉnh các cái mà cái sản phẩm trong quá trình mà chúng ta đi, để làm sao đảm bảo cái sản phẩm được vận hành tốt nhất. Và trên đây là cái mà cái chia sẻ của tôi về vấn đề là tìm một cái nơi, cái cửa hàng hay là một cái điểm mà quý vị có thể là mua được cái dòng xe lắc hoặc là cái xe xong lăn tay, thì quý vị đều có thể hoàn toàn yên tâm là quý vị có thể liên lạc cho Thanh Tuấn Medical. Số điện thoại là 02543921527 hoặc là số cầm tay là 0937679272. Website của chúng tôi là thanhtuanmedical.com. Quý vị có thể hoàn toàn yên tâm để chúng ta có thể lựa chọn và tìm các cái dòng sản phẩm tại đây. Xin chân thành quý vị ạ.